10. Tham cầu sống lâu. Lại nữa thiện nam tử kia, thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma địa, tâm ưa sống lâu, khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử, thoát khỏi sự sống chết nơi thân xác, phần đoạn sanh tử, nôn nóng tham cầu tướng di tế, biến dịch sinh tử, mong được thường trụ lâu dài trong ấy. Giảng: Lại nữa thiện nam tử kia, thù ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong cảnh giới di diệu rộng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, bây giờ thọ ấm đã trở nên rộng suốt và di diệu. Hành giả, người tu tập chánh định, không còn tà lự nữa, an trụ trong định sáng suốt tròn đầy. Trong tam ma địa, di diệu viên mãn, có một sự đột biến chợt xảy ra. Việc gì vậy? Tâm ưa sống lâu, đột nhiên hành giả suy nghĩ, sẽ kỳ diệu làm sao nếu được sống mãi mãi không chết. Nên khổ nhọc nghiên cứu tinh vi, mong cầu được bất tử. Nên hành giả khổ nhọc, tinh chuyên nghiên cứu tinh tế những phép bí mật và di diệu nhất để mong cầu được bất tử. Anh ta muốn trẻ mãi không già, thoát khỏi và từ bỏ sự sống chết, phần đoạn sinh tử nơi thân xác. Nghĩa của từng chữ phần đoạn sinh tử có liên quan đến sự sống chết của riêng từng người. Mỗi người có một phần và mỗi người có riêng một đoạn. Nghĩa của chữ phần là gì? Các ông có thân, tôi cũng có thân. Các ông là người, tôi cũng là người. Các ông có phần của các ông và tôi cũng có phần của riêng tôi. Đoạn là gì? Là thời gian sống, là khoảng cách thời gian từ khi sống đến khi chết. Đoạn cũng có nghĩa là tầm dốc của thân thể từ đầu đến chân. Nôn nóng tham cầu tướng di tế biến dịch sinh tử. Kẻ phàm phu phải trải qua phần đoạn sanh tử, còn các vị đã chứng được bốn quả vị A-la-hán thì không còn trải qua trạng thái này nữa, nhưng vẫn còn phải trải qua tình trạng biến dịch sanh tử. Nghĩa là từng niệm đổi dời, nghĩa là trải qua sự sống chết trong từng niệm. Thay đổi trong từng niệm nên gọi là biến dịch. Đó gọi là biến dịch sanh tử vậy. Điều này liên quan đến sự tương tục không ngừng của tâm niệm. Niệm niệm tương tục là niệm này vừa sanh khởi thì niệm kia liền tàn hoại, như trong một dòng chảy vô tận. Khi hành giả không còn bị phần đoạn sanh tử nữa, đột nhiên anh ta mong cầu đạt được biến dịch sanh tử để được thường trụ mãi trong tướng di tế ấy. Đó là một dạng rất tinh tế và di diệu. Thường trú mãi mãi trong ấy có nghĩa là đạt được đời sống vĩnh cửu. Lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần bay đến gá vào người khác, dùng miệng người ấy chẳng nói kinh pháp. Giảng: Cái khi hành giả ấp ủ ảo tưởng tham cầu đời sống vĩnh cửu, lúc ấy thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần bay đến gá vào người khác. Thiên ma liền sai một số trong đồ đệ của chúng đến gá vào một người khác, dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp cho hành giả đang tu tập chánh định nghe. Người này thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được vô thượng niết bàn. Nó đến bên người tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi rồi trở về mà không ngăn ngại, có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến, hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía đông sang phía tây của một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước, thế mà người ấy có đi hết năm cũng không đến được. Do đó mọi người đều tin lời người bị ma gá, làm cho đó là Phật. Giảng: Do tâm của người này hoàn toàn bị chế ngự bởi thiên ma, nên chính anh ta thật không biết bị ma gá, còn tự tuyên bố đã chứng được quả vị di diệu vô thượng niết bàn. Nó đến bên hành giả tham cầu sống lâu, trải tòa ngồi thuyết pháp. Nó thích khoe việc có thể đi lại mọi nơi rồi trở về mà không ngăn ngại. Mà thích nói những gì? Nó nói: Trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi có thể đến một nơi nào đó cách xa cả ngàn dặm rồi trở về ngay lập tức. Tôi có thể qua Nhật Bản mà không cần đi máy bay và mua hàng hóa về. Nếu ông không tin, tôi sẽ biểu diễn cho các ông xem. Nó luôn biểu diễn thần thông cho người xem. Nó thích được mọi người nhìn thấy những kỳ tích không thể nghĩ bàn mà nó biểu diễn. Nó nói: Ta có thể đi lại tùy ý chỉ trong vòng chớp mắt.
Nó có thể dạo chơi ngàn dặm rồi trở về trong chớp mắt. Nó nói: ta có thể đi về trong khoảng ông hít vào thở ra thôi. Nó có thể lấy đem về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. Không chỉ như thế, nó có thể lấy về những đồ vật từ những nơi nó đã đến. Nó có thể mua hàng hóa đem về rồi hỏi: các ông không tin tôi hay sao? Hãy nhìn những món hàng này, tôi đã mua nó từ công ty. Ở Nhật Bản, đó là loại hàng mẫu đặc biệt, chỉ dành riêng bán cho khách quen. Rồi nó đưa ra cho mọi người cái máy cassette hoặc radio do Nhật chế tạo, không qua thuế hải quan hay thuế nhập khẩu, mà thực sự được chế tạo ở một công ty của Nhật Bản. Hoặc nó có thể bảo một người đi từ phía đông sang phía tây của một căn phòng trong khoảng cách chỉ cần đi vài bước, có thể đi chừng 7-8 bước chân. Thế mà dù người ấy có đi hết năm cũng không thể hết được. Nó không thể dàn trải qua không gian của sàn nhà đến mức tối đa bằng thời gian một năm. Thấy nó biểu diễn như vậy, do đó mọi người đều tin lời người bị ma gá, làm cho đó là Phật. Họ nghĩ: ồ, đó là một Đức Phật đến để giảng pháp cho chúng ta nghe. Nó thường nói: chúng sanh trong mười phương đều là con của ta. Ta sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế giới, ta là Phật đầu tiên. Ta tạo dựng thế giới này một cách ngẫu nhiên, không do tu mà thành. Giảng, nó thường nói: các ông biết không, chúng sanh trong mười phương đều là con của ta, ta sinh ra chư Phật. Nó quên quang không biết xấu hổ nói rằng: nó sinh ra chư Phật, ta tạo ra thế giới, ta là Phật đầu tiên, ta là Phật trước nhất, không có Phật nào trước ta cả. Ta tạo nên thế giới này một cách tự nhiên, không do tu mà thành. Và ta đã là Phật khi đến thế giới này, ta chẳng cần phải tu tập mới trở thành Phật. Đây gọi là trụ thế tự tại thiên ma, khiến loại quyến thuộc chưa phát tâm như Giá Văn Trà hay Tỳ Xà Đồng Tử ở cõi Tứ Thiên Dương, Thích Hư Minh đến ăn tinh khí của người tu hành, hoặc không nương nơi thầy, người bị ma gá vào, mà chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang đến cho sống lâu, hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục, nên chưa đầy một năm, gan não hành giả khô kiệt, miệng lẩm nhẩm một mình, nghe như tiếng của loài yêu mị. Người ngoài chưa rõ nguyên nhân, nên phần nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật, chưa kịp chịu hình phạt đã bị chết khô, mà quấy phá người tu cho đến phải chết. Giảng, đây gọi là trụ thế tự tại thiên ba, khiến loài quyến thuộc chưa phát tâm như Giá Văn Trà. Giá Văn Trà nghĩa là lệ quỷ, quỷ nô lệ, là loại ma quỷ làm việc như nô lệ. Nó cũng có nghĩa tật đố quỷ, là loại quỷ luôn luôn ghen tức với mọi điều tốt lành mà mọi người khác đạt được. Nó luôn tìm cách ngăn trở mọi người muốn học Phật Pháp. Nếu có người nào muốn trở thành người lương thiện thì nó lôi kéo họ trở về phía xấu ác, đó là loại ác ma. Thiên ma ở cõi trời trụ thế tự tại sai loại ma này đến để quấy phá công phu tu tập chánh định của người tu hành, hoặc là nó sai loại Tỳ Xá Đồng Tử từ cõi trời Tứ Thiên Dương. Quỷ Tỳ Xá Giá đặc biệt rất thích ăn tinh khí. Nó ăn tinh khí của thảo mộc, thực vật, và ăn của người được thì càng tốt. Khi nam nữ giao hợp làm chuyện dâm dục, có một loại tinh khí tiết ra, nó sẽ ăn thứ tinh khí này. Có rất nhiều loại quỷ chờ đợi bên cạnh để ăn thứ tinh khí này, nên rất nguy hiểm. Thích Hư Minh đến ăn tinh khí của người tu hành, lợi dụng hư minh của người kia đến ăn tinh khí của người tu hành. Những loại quỷ này chưa phát tâm, có nghĩa là bị thiên ma sai khiến. Như loại quỷ Tỳ Xá Giá và những loại khác thích lợi dụng hư minh của người tu hành, nó thích ăn tinh khí của người tu hành, nhưng hành giả vẫn không biết điều ấy. Hoặc không nương nơi thầy, người bị ma gá vào, mà chính hành giả thấy, bọn đó tự xưng là thần chấp kim cang đến cho sống lâu. Hoặc không nhờ nơi thầy, người bị ma gá vào, mà hành giả thấy có người tự xưng ta là thần chấp kim cang, thần hộ pháp đến ban cho ông được sống lâu. Nào, bây giờ ta đến để ban cho ông được sống trường thọ, ông sẽ được sống vĩnh viễn. Hoặc bọn đó biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục. Hoặc sau khi nói xong, người ấy biến thành phụ nữ xinh đẹp cùng hành giả cuồng nhiệt làm việc dâm dục, có nghĩa là cả hai thường xuyên làm việc ấy không dừng nghỉ. Nên chưa đầy một năm, gan não hành giả khô kiệt,
miệng lẩm nhẩm một mình, nghe như tiếng của loài yêu mị. Nên trong một năm, sinh lực cạn kiệt bởi sự tham dâm vô độ ấy, sinh lực, tinh khí thần chưa đầy một năm đã bị khô kiệt bởi vì thái quá. Chữ quan trọng nhất là mãnh hạnh, từ này khó diễn tả bằng sự kiện thông thường. Có điều chắc chắn là người đàn bà nói rằng ông càng say đắm trong tình dục thì ông càng được sống lâu, ông sẽ sớm đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Bằng sự tham cầu có được mạng sống vô tận, nó không nhận ra mạng sống của mình đang bị giác kiệt, rút ngắn dần từng phút, trải qua chỉ đầy một năm là mạng sống kết thúc. Miệng lẩm nhẩm một mình, lúc ấy miệng nó lẩm nhẩm một mình, thực ra không phải nó nói chuyện với chính nó mà nói chuyện với ma, nghe tiếng như của loài yêu mị. Nó nói chuyện với ma nhưng người ở xung quanh không thấy ma. Trước đây tôi cũng đã gặp loài ma này. Có lần tôi gặp một người đàn ông, ông ta được người phụ nữ đến thăm vào mỗi đêm, cô ta không bao giờ đến thăm lúc ban ngày. Nhưng nếu mỗi tối cô ta đến, mọi người trong căn hộ đều nghe tiếng lạch cạch từ đôi guốc của cô ta gõ xuống sàn gỗ. Họ nghe thấy tiếng nó đi nhưng không thấy được hình. Bất kỳ khi nào người phụ nữ đến thì anh ta cởi áo quần rồi bò lốp ngốp lên giường. Anh ta làm việc ấy chẳng cần biết có người xung quanh hay không. Đó là một ví dụ về loài ma này. Sau đó một vị thần linh lâu năm ở vùng ấy nhập vào một xác đồng chữa bệnh đến đó để trừ yểm con ma nữ ấy. Đêm đó khi ma nữ đến, nó được nói chuyện với vị thần ấy mà nói: "Tốt, ông muốn chữa trị cho người đàn ông này. Được rồi, từ nay ông ấy sẽ khỏi. Nhưng từ đây tôi sẽ đến chỗ ông, ta sẽ thi đấu pháp thuật với nhau." Sau đó quả là nó đến tìm vị thần. Nó không đến với người đã cùng nó làm chuyện bất chính suốt từ sáng đến tối nữa. Tôi đã nói với quý vị nhiều lần là loại ma quỷ này rất lợi hại. Người ngoài chưa rõ nguyên nhân nên phần nhiều người bị như thế đều rơi vào pháp luật, chưa kịp chịu hành phạt đã bị chết khô. Ma quỷ phá người tu cho đến phải chết. Người ngoài không hiểu được những gì xảy ra, họ hoàn toàn không biết được tình trạng này. Trong mọi trường hợp, những người như thế đều bị rơi vào pháp luật, hành động ấy của ma sẽ bị pháp luật bắt giữ. Nhưng trước khi nó chịu hành phạt, trước khi nó bị đem ra xét xử, nó bị chết khô. Trong khi bị giam ở lao ngục, nó chết vì toàn thể tinh khí thần của nó bị khô kiệt. Ma quấy phá mê hoặc người tu cho đến khi chết. Nó đã phá hủy định lực của người tu hành cho đến khi người ấy chết khô. Các ông nên biết rõ tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: "A Nan, các ông nên biết rõ tình trạng này, hiểu rõ tường tận tình trạng này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Nếu các ông nhận biết rõ trạng thái ba sự này thì các ông sẽ tránh được bẫy của thiên ma. Các ông khỏi phải làm quyến thuộc nhà ma. Nhưng nếu các ông mê lầm không biết, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Dù có chút mãi mãi ân huệ được làm người cũng bị mất hẳn." Ha ha ha,